Vâng, xin chào các bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính cổ ngày xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em hãy đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại của bác. Vì ngày nào hàng ngày được cái video để tránh mất thời gian, em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay em có một cây kính, đó là Super Blamy, màu vàng của Pháp, sản xuất giai đoạn thập niên 1950-60, size 140, nguyên trên toàn bộ đồ mới là trên 90%, rơi vào khoảng 94-95%. Dán còn gánh nhé. Super Plami, bác nào ở Hà Nội gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 091 6566 826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Super Plami, bảo vàng của Pháp xưa, càng càng là cành, càng là cánh hoa. Bây giờ đi chi tiết bên trong gồm có cái gì? Là cầu giữa nó có cái chuyện chữ là Super số 18 và cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa ngày xưa. Super có chuyện vuông và số 18 logo hãng từ ngày xưa ngày xưa. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng. Bác nào mà xem video mà cảm thấy nó không rõ ràng, yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo. Em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo một video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình, chân thực nhất của cái đứng kính đó và sản phẩm đó, sản phẩm gì. Càng trái và càng phải đều có cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa đấy, là càng trái. Tiếp theo là càng phải, đây là càng phải nhá. Đấy, và cái càng nó là có cánh hoa, gọi là càng Super cánh hoa. Đây là kính ở Pháp xưa. Về cái dòng mắt này, bác nào không thích thì sau này bỏ mắt đi, thay mắt cận thị, lão viễn thị đều được hết, mắt trắng tùy ý thích, tùy sở thích, hoặc là mắt màu xanh rau muống, xanh nhạt, xanh đậm tùy ý thích. Và giá rất là êm ái, 5.700.000 hay còn 5.700k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chiếc bao tác toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, các bác nào chuyển khoản qua ship, các bác nào chuyển thành ship quốc hay gọi là giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định bên em từ xưa nay là thế. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng cho đến 23 giờ, có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất của em từ cửa hàng giao lưu đồ của luật sư, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định định giá đồ của luật sư cho tất cả anh em và người thân. Các bác nhớ điện thoại trước để em nguyên kết đoán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, và lắng nghe thấu hiểu của gì bác nói, tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ của luật sư gì hợp tình hợp lý, hợp lý hợp tung hợp hu, đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi đến với số những cái shop bên em chưa đổ cổ, quán đổ cổ rất lâu năm, có thương uy tín 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại trên 20 năm. Đó là giá trị cực kỳ lớn. Đấy. Thế còn ngày nay thì rất nhiều đối tượng xấu họ bán qua các hàng ảo, những trang thương mại, từ trang mạng xã hội thì là không địa chỉ, không số điện thoại. Thậm chí là có địa chỉ hay có số điện thoại, đa phần địa chỉ một nơi, số nhà một nơi, rồi số điện thoại toàn sử dụng sim khuyến mại, sim rác, rất là nguy hiểm. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm chứ không lớp về đời. Và cũng không kêu căng hay kêu ngạo gì cả. Đấy, em bản tính của em là hòa đồng, chia sẻ rất là chân tình, chân thật, chân thành. Với các bác cái nhìn kênh của em triển khai hơn 5 năm, em làm các khiếu xạ tự nhiên hơn, chỉ có 1.900 được đăng ký kênh, không có thuê đơn vị nào quảng cáo marketing và sale giống như một số kênh khác, mới làm 1 năm 2 năm mà đã 10.000, 15.000, 20.000 người đăng ký kênh rồi, thì toàn thuê đơn vị thứ ba quảng cáo. Đấy, rất là nguy hiểm, bởi vì các bác là mua bán toàn hẹn nổ đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, rồi hẹn cà phê không hẹn được, anh ở đâu mang qua, anh xem ưng thôi. Đấy là những đối tượng bán qua trang mạng xã hội chỉ mỗi một số điện thoại không, và những trang thương mại tử cũng chỉ mỗi số điện thoại không thôi, đa phần là sử dụng cái chiêu trò. Thì các bác hết sức cảnh giác, cảnh tỉnh để làm sao mình không mua phải những kính rởm, kính giả, cũng như đồ cổ xưa, đồ rởm giả, đồng hồ đeo tay, và đặc biệt là quần áo, giày dép với thiết lưng. Đấy. Một lần nữa rất cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em, giờ vừa dài vừa thôi. Bác nào chưa kênh của em thì nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải dưới, nút biểu tượng của chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại của bác. Vì ngày nào hàng ngày để có video. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại phiên sau. Giá Super Lamy 5.700.000.